Con này con chó gì thế này bác? Thấy bác đi đâu nó đi theo này. Hay nhỉ. Thế lúc nào cũng đi theo bác mà. Hay nhỉ. Thế mà nó không đi lạc. Đúng rồi, cho là chỗ cỏ. Dễ, dễ thế. Ê, này lon ton đi trước này. Con đẻ được mấy lứa rồi bác? Thích đi nghịch nhỉ. Ra đồng nó không bắt chuột nhỉ. Ô, hay nhỉ. Nó thích đi bắt đi đồng lùi chuột thế này. Dắt xe rồi. Nó bị khóa còng trên rồi. Đấy, đang đi lần lần chuột rồi. Ôi ôi ôi, ông đi ông bắt chuột này. Chỗ chưa đi đã lụi đi trước rồi này. Ôi ôi. Lộn cổ trong đây rồi. Nhìn mặt con này nó ngộ ngộ. Ừ. Con này có một đốm tí đầu lưỡi thôi. Đang đi lần chuột này. À ừ đúng rồi, chỗ này có mùn chuột đây. Sao nó cứ rúc rúc lên nó bơi. Đấy, đấy. Không thấy mùi gì, nó đi đâu rồi. Nạ không quen. Nhìn mõm nó đẹp, nó đẹp. Bốn mắt. À. Đi lần hơi chuột đi. Này bạn nhìn thấy chuột kìa. Con này chân ngắn. Nó chạy nhanh được như Phú Quốc. Phú Quốc nó chạy bắt mạng đuổi chuột. Con của nó giờ nó là con bốc nó nhảy
Nên là nó còn bé, con của nó giờ được cũng được 16 cân đấy. Yeah. To nhỉ? Lai kiểu kia, lai kiểu kia thì nó lại to rồi. Ở dưới phường ở chỗ cổng chùa mua một con về nuôi giờ được 16 cân. Tức là chưa chưa đẩy đúng không? Mới được được mấy tháng rồi chú nhỉ? Đẩy thì chưa đẩy. Thế thì còn to, vì lai ấy kia thì nó to mà. Tôi tưởng bé cái này bốc cái phốc thì bé tí. Ôi sao sao lại thế kiểu gì nhỉ? Con này nó chịu đi nó nằm nó cho con nó nhảy. Buồn cười, cười nhỉ. Bây giờ to đùng. Đây đào chuột đây này. Đã đào được gần được cái hang rồi đây. Mất cái bà lủi thủi bà đào chuột 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 chắc chắn có chuột nó đào kinh vậy. Sướng nhá, được con nào chưa nào. Hang này đào này từ nãy giờ rồi đấy. À, lại lủi thủi theo chủ. Thỉnh thoảng đi qua đây thấy lúc nào nó ở đây, chủ đi là nó đi theo.